Xin chào các bạn. Nếu như các bạn đang gặp vấn đề về mùi hôi vùng da dưới cánh tay khiến các bạn mất tự tin trong giao tiếp thì Etiacin mà tổng phân phối Quang Hà sắp giới thiệu sẽ là một giải pháp dành cho các bạn. Etiacin là một dòng lăn khử mùi có khả năng xử lý triệt để mùi hôi vùng da dưới cánh tay, được nghiên cứu và chế tạo tại phòng thí nghiệm Cooper, một công ty dược phẩm của Pháp. Như các bạn đã biết, nguyên nhân chính của hôi nách là do tuyến mồ hôi vùng da dưới cánh tay hoạt động mạnh, gây tăng tiết mồ hôi, từ đó thì tạo điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn dễ dàng hoạt động và gây ra những mùi hôi khó chịu. Vậy cơ chế hoạt động của Etiacin là gì? Sau đây thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Nhờ công thức với nhôm chloruhexahydrat có trong dung dịch cồn, các hoạt chất trong Etiacin phản ứng với nước trong ống mồ hôi để tạo thành một lớp keratin. Lớp keratin này sẽ ức chế tạm thời tiết mồ hôi, từ đó giúp vùng da dưới cánh tay luôn khô và sạch. Chloro nhôm cũng cung cấp các chức năng kháng khuẩn, giúp tránh mùi hôi khó chịu. Sau một vài ngày, lớp keratin sẽ được đào thải tự nhiên theo tế bào da chết và tuyến mồ hôi lại hoạt động trở lại. Quá trình này mất từ một vài ngày cho tới một tuần. Đó là lý do vì sao bạn chỉ cần dùng Etiacin 1 cho đến 3 lần một tuần. Với dung tích 15ml và được thiết kế vô cùng nhỏ gọn, tiện lợi giúp bạn mang theo bất cứ nơi đâu. Thông thường, sản phẩm dùng được tới 90 ngày. Lăn khử mùi Etiacin được chia ra làm hai dòng chính. Dòng truyền thống có tính chất đặc trị cho các vùng da khác nhau. Còn đây là dòng sản phẩm mới ra mắt, được sử dụng hàng ngày và dùng cho mọi loại da. Trong khuôn khổ video này thì Quang Hà sẽ hướng dẫn các bạn làm sao sử dụng một cách hiệu quả các sản phẩm lăn khử mùi Etiacin truyền thống. Đầu tiên, loại hộp màu đỏ dùng cho da thường. Loại hộp màu xanh dùng cho da hỗn hợp và nhạy cảm. Và cuối cùng, loại hộp màu nâu dùng cho da siêu nhạy cảm và da dễ kích ứng với các sản phẩm lăn khử mùi khác. Với cách sử dụng sản phẩm, các bạn có thể lăn trực tiếp lên vùng da dưới cánh tay 2 đến 3 lần một tuần vào buổi tối trước khi đi ngủ. Khi mới bắt đầu sử dụng, các bạn có thể lăn 3 đến 4 lần để tăng hiệu quả, sau đó giảm dần. Vào sáng hôm sau, các bạn chỉ cần rửa sạch bằng nước và xà phòng. Các bạn nên lưu ý là sử dụng vào buổi tối và phải đảm bảo là da sạch và khô trước khi lăn. Còn một cách khác là các bạn có thể lăn sản phẩm lên lòng bàn tay, sau đó xoa lên vùng da dưới nách. Vậy là xong. Lăn khử mùi Etiacin truyền thống khác hẳn và tuyệt vời hơn so với các dòng sản phẩm khác trên thị trường ở chỗ khử mùi, làm sạch mà không làm ố vàng áo, giảm tiết 44% lượng mồ hôi tiết ra ngay từ lần đầu tiên sử dụng, hiệu quả 2 đến 3 ngày mà không cần phải sử dụng lại, và đặc biệt là dùng được cho làn da siêu nhạy cảm. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, các bạn có thể bình luận ở phía dưới hoặc liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 032 996 3837. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên like và subscribe kênh để cập nhật liên tục các video hướng dẫn sử dụng của tổng phân phối Quang Hà. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.